như bạn Phong Văn lựa chọn giữa Falligan Anti Dan Rub và Falligan Seal để đưa vào chương trình dưỡng tóc? Và đây cũng là một câu hỏi mà nhà đốc tòa nhận được rất nhiều trong thời gian vừa qua. Hai dầu gội này có gì khác nhau? Cùng tìm hiểu nhé. Đầu tiên là về thiết kế bao bì. Nhìn sơ qua thì hai em này sẽ có thiết kế tương tự nhau, nhưng sẽ có sự khác biệt nhau về màu sắc chủ đạo. Anti Dan Rub sẽ có màu sắc chủ đạo là màu xanh nước biển. Falligan Seal sẽ có màu sắc chủ đạo là màu tím. Về công dụng, Anti Dan Rub là giảm gầu 47,1% và giảm ngứa 82,2% sau 2 tuần sử dụng. Falligan Seal phục hồi mái tóc khô sơ chỉ ngọn đã qua hóa chất nhiều lần. Về chất, Anti Dan Rub sẽ có dạng gel màu hơi ngà vàng, trong suốt, tạo bọt tốt. Falligan Seal dạng gel màu của than bùn và tạo bọt nhẹ nhàng hơn. Vậy hai loại dầu gội này sẽ phù hợp với tình trạng da đầu như thế nào? Anti Dan Rub sẽ phù hợp với da đầu gầu, ngứa, khiến da đầu khó chịu và khiến các bạn tự ti khi giao tiếp. Falligan Seal sẽ phù hợp với những khách hàng có mái tóc khô, sơ, chỉ ngọn đã qua hóa chất nhiều lần, hay đơn giản là bị kích ứng với sunfat. Follow nhà đốc tòa phê để biết thêm nhiều thông tin thú vị nhé.